cuộc là thắng một một, tôi là bộ trưởng em. Đây là anh Vương Diệp Văn Tinh này. Ba thành viên cũng ra được giải cứu. Thì trong suốt ba tuần thì đối diện của ngoại giao với đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania là cố gắng liên tục bất kể ngày đêm để tạo những có những điều kiện tốt nhất và đầy đủ nhất để đưa được ba anh em thành viên về an toàn và trong được cái sức khỏe tốt. Thì ngay khi mà nhận được cái tin là UNODC sẽ trao mấy thuyền viên cho Việt Nam thì chúng tôi đã chỉ đạo ngay cho ngoại giao đã chỉ đạo ngay cho đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania để cử người sang Kenya để đón các cái thuyền viên này, và vì đã chuẩn bị từ trước cho nên ngay sau khi kiểm tra sức khỏe và đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi đã có cái sẵn sàng máy bay để ngay trong chiều tối ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua đưa các thuyền viên này lên máy bay an toàn, và như các bạn thấy là đã về đến sân bay Nội Bài trong cái sự xúc động cũng như là chào đón của mọi người. Thì thực sự là chúng tôi là những người trực tiếp làm cái việc này, chúng tôi thấy rất là xúc động, và cũng xin chúc mừng ba thuyền viên cũng như xin chia sẻ cái niềm hạnh phúc của ba gia đình đã chào đón con em mình trở về trong ngày hôm nay.